Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn lời giải của bài tập 39 sách giáo khoa toán 6 tập 1 trang 116. Đề bài yêu cầu chúng ta vẽ hình 38 ở vở. Đây là hình ảnh của hình 38 và cô cũng đã thực hiện vẽ trước hình này vào bài làm của mình. Vẽ tiếp các đoạn thẳng AE, BD cắt nhau tại Y. Vậy để vẽ được đoạn thẳng AE thì chúng ta sẽ xác định vị trí điểm A, vị trí điểm E rồi đặt thước kẻ nối hai điểm này vào với nhau. Vậy là ta được đoạn thẳng AE. Cắt đoạn thẳng BD. Tương tự, các bạn cũng sẽ nối điểm B và điểm D để có được đoạn thẳng BD. Đấy. Hai điểm này cắt nhau tại Y. Vậy giao điểm của chúng chính là vị trí của điểm Y, đúng không ạ? Đây là vị trí của điểm Y. Tương tự, vẽ đoạn thẳng AF. Vậy thì cô cũng sẽ nối điểm A và điểm F. Và các bạn nhớ cho cô là đoạn thẳng thì bị giới hạn ở phía hai đầu, đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ không vẽ phần thừa của đoạn thẳng ra phía hai phía. Đoạn thẳng CD. Hai đoạn thẳng này cắt nhau tại điểm K. Và cuối cùng là đoạn thẳng BF. Thao tác tương tự. Và đoạn thẳng CE. Hai đoạn thẳng này cắt nhau tại giao điểm là điểm L. Rồi, câu hỏi đặt ra, kiểm tra xem các điểm Y, K, L có thẳng hàng hay không. Đây là vị trí điểm Y, điểm K và điểm L. Thì các bạn nhớ cho cô, 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm như thế nào nhỉ? Cùng nằm trên một đường thẳng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ dùng dụng cụ là thước thẳng để đặt vào xem là 3 điểm Y, K, L, kiểm tra xem 3 điểm này có thẳng hàng hay không. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ đưa thước kẻ về gần phía 3 điểm. Và sau đó chúng ta sẽ dùng bút màu khác để vẽ cái đường thẳng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ngay, đúng không ạ? 3 điểm này cùng nằm trên đường thẳng màu đỏ của cô, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể kết luận 3 điểm Y, K, L thẳng hàng, đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. 3 điểm Y, K, L có thẳng hàng. Rồi như vậy là kết thúc bài toán ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.